Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu để theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người. Và ngay bây giờ thì Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. ra Cô vẫn muốn tôi ngồi tù Cô tính sau khi tôi vô đó Thì cô có thể ung dung ra nước ngoài Dĩ viễn cũng quên tôi hay sao Cô đừng có mơ Hắn nói xong thì đột nhiên Áp sát thân thể cô lên mặt đất Đôi mắt của hắn hằng lên tơ máu đỏ Hung hẳn tựa như ác thần Mài chống cự Liền bị Hoàng khóa chặt tay lên Đè đầu xuống Hắn nhìn cô như thể đang nhìn một con mồi Bị đùa bỡn Hơi thở của Hoàng Phả vào tay cô một mảng lạnh lẽo Tống tôi vào tù Còn muốn bỏ chạy sao Mai run rẩy Cô nghiêng mặt né tránh ánh nhìn tàn khốc của hắn Hai tay dùng lực Muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn Nhưng sức mạnh của hắn khiến cho Mai bất lực Hắn nắm lấy đôi chân cô tách ra Mai dậy dậy Nhưng toàn bộ hành động chỉ như con mèo nhỏ Cào móng vuốt yếu ớt, giàu thân hổ Hoàng điên cuồng toàn thân đè xuống Anh Hoàng, anh Hoàng Mai chạy nước mắt, giang sinh Lửa giận trong người hắn vẫn chưa nguôi Cảm giác Mai chưa từng yêu Mà chỉ lợi dụng thứ tình cảm chân thành Mình dành cho cô Để trà đạp Cảm giác bị cô dứt bỏ Ném hắn vào ngục tù Khiến cho Hoàng không thể nào thở nổi Hoàng đã điên Vừa thoát khỏi xe tù Hắn cùng với đàn em liền tách ra Không ngại nguy hiểm Hoàng lén vào nhà cô chờ sẵn. Hắn theo dõi Mai từ lúc cô trở về cho đến khi lên giường nằm ngủ, sau đó lặng lẽ theo cô đến phòng piano. Nhìn sắc mặt tĩnh lặng của cô càng khiến cho hắn sinh hận. Hoàng lúc này chỉ muốn biến kẻ dưới thân thành của mình. Cùng nhau gắn bó một chỗ, mọi hậu quả về sau, hắn không cần thiết phải biết đến. Phản kháng của Mai khiến cho hắn càng thêm điên cuồng cắn lên người cô. Sau khi dạy dò cô một hồi lâu, mai khóc mồ hôi chảy dọc theo cơ thể một mạng ướt đẫm hoàng cắn vào dây cô một cái mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt đỏ sẫm mỗi lần rời ra cô nghe giọng hắn khàn khàn phát ra thứ âm thanh yếu ớt mà chính bản thân cũng không biết có thể đón nhận được nữa không tôi yêu em mai không muốn hắn trở thành á quỷ cô muốn hắn trở lại là hoàng dịu dàng của những ngày tháng ở trên đảo một người đàn ông khiến cô an tâm dựa vào chứ không phải khiến cô sợ hãi như lúc này đột nhiên cô dùng hết sức bật dậy da vào đầu hắn khiến cho cô ngất liệm đi khi mai tỉnh dậy thì trời đã sáng ánh nắng chảy tràn từ cửa sổ chiếu thẳng vào giường làm đôi mắt cô trở nên mơ hồ. cô sau một hồi ngơ ngác khẽ quay đầu sang liền lờ mờ nhìn thấy hoàng ngồi trên ghế cột đầu xuống gối Bộ dạng ân hận này của hắn khiến cô không nghĩ chính người này như ác quỷ đã dày dò mình đêm qua. Có lẽ hắn đã rất hận cô. Mai nghĩ nghĩ rồi cười khổ. Người này cách đây dài đêm còn đầu ấp tay gối với Mai. Nay gặp lại nhưng lại ở trong hoàn cảnh quá khác xưa. Mai nhìn lại mình, trên thân đã được thay bằng một bộ đồ khác. Thân thể cũng không còn nhớp nháp mà sạch sẽ thoáng mát. Mai nhẫm dậy nhưng sức còn yếu Nên ngã xuống một lần nữa Tối qua cô vẫn chưa ăn Bỗng hoàng giật mình Rồi dậy nắm lấy bàn tay cô Em tỉnh rồi sao Thấy cô yên lặng Hoàng cảm thấy khổ sở Nếu như hận tôi Thì em hãy giết tôi đi Có lẽ hiện tại cô đang rất hận hắn Cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa Đêm qua sau khi mai ngất xỉu Khí chất tao nhã thoát tục biến mất không còn tung tích. Cô giống hệt như thiên thần bị đọa chỉ còn lại một mảnh hương tạng. Hoàng lấy gọi Mai nhưng cô không tỉnh, hắn liền ôm cô vào lòng, đau đớn, hối hận và dây dứt. Những ngày ở trong tù, Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều. Trước khi hắn bị bắt, hai người đã trải qua những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ bên nhau. Nhưng liệu có phải khi đó là cô muốn bù đắp cho hắn hay không? Nếu như vậy thì Hoàng không cần Với cô, hắn không cần sự thương cảm Hắn chỉ cần biết Người này có từng thật lòng yêu mình hay không Từ lúc nào cô đã âm thầm Sau lưng hãm hại hắn Một người vừa về nước Không thần thế Bỗng nhiên có thể trong thời gian ngắn Tích lũy chứng cứ Còn bắt được cả hứa trùng kiền khai ra sự thật Thì chắc hẳn là việc Một cô gái chưa trải đời như Mai có thể làm hoặc cũng có thể đúng như lời Tuấn đã nói, cô và gã ta đã cùng nhau để loại Hoàng ra khỏi cuộc chơi mà gã đã sắp xếp. Những hờn ghen khiến cho Hoàng không thể nào bình tĩnh được, nên đã làm nên những chuyện đáng sợ tối qua. Khi trốn ở trong nhà, nhìn thấy Mai vẫn trải qua sinh hoạt bình thường, lửa hận trong lòng lại ruột lên, chỉ muốn chiếm lấy cô. Thà để cho cô hận hắn, cũng phải trở thành người của hắn, trói buộc cô mãi mãi không thể rời xa mình khi mai nhìn thấy hắn trong đáy mắt cô chỉ có nỗi sợ hãi hoàn cảm giác mình giống như thứ gì đó dơ bẩn đáng sợ trong mắt cô mà thôi khiến cho hắn càng thêm hận những lúc thấy cô đau đớn ngất xỉu hắn đã rất hối hận em nói gì với tôi có được không xin em đừng yên lặng em đánh tôi cũng được mắng tôi cũng được nhưng mà xin em đừng rời bỏ tôi tôi không còn gì cả tôi không còn bất cứ ai yêu thương cũng không có cái gì thực sự thuộc về mình tôi chỉ có mình em em làm ơn đừng bỏ tôi một mình tôi thực sự rất sợ mai ạ tôi xin em mai nhìn hắn khóc như vậy thì đau lòng nhưng cô muốn hắn phải tự mình hiểu ra một số chuyện anh không phải rất hận tôi sao tôi đã tống anh vào tù là tôi đã lừa gạt anh dù tối qua tôi nói mình thích anh Nhưng có vẻ anh cũng không tin Giờ có phải rất muốn giết tôi không? Được Anh giết tôi đi Hoàng hoảng hốt Đừng đối danh như thế Là anh sai Tất cả là do anh Đừng bỏ anh có được không? Mai Hoàng vừa nói Vừa hôn lên bàn tay mềm mại của Mai Nước mắt chảy dài xuống gò má hắn Thà thứ cho anh Đừng bỏ anh anh yêu em cả đời chỉ yêu một mình em thôi mai ạ hoàng không còn hận cô nữa cô phản bội hắn cũng được cô tống hắn vào tù cũng không sao bất kể người này có yêu hắn hay không chỉ cần từ nay về sau ở bên cạnh mình thì cái gì hắn cũng đồng ý trả giá hắn không thể đánh mất cô thêm một lần nào nữa mai nhìn bộ dạng đau đớn của hoàng thì bất giác trở nên thương tâm những tuổi nhục vừa trải qua chớp mắt tiêu tan theo mây gió. Có lẽ so với hận thì cô càng yêu hắn nhiều hơn. Mai nhớ lại khoảnh khắc yêu thương của hai người trước đây, nhớ lại ánh mắt của hắn khi bước lên xe tù. Nhớ đến tin tức thời sự, nói hắn dược ngục, lại làm cho trái tim Mai đau thắt. Giờ đây cô bỗng muốn ôm hắn siết chặt vào lòng. Người này trước mắt khóc thảm như một đứa trẻ. Cô làm sao có thể nhẫn tâm để hắn tổn thương hơn nữa. Hoàng à Hoàng nghe cô gọi tên Hắn liền ngẩng đầu lên Mai đưa bàn tay với những ngón dài Thon, mềm mại Chạm vào má hắn Sờ sờ mấy cái Nghe lời em Đừng làm chuyện ác nữa có được không Hoàng nhìn sâu vào mắt Mai Thì nhận ra Dường như mình đã được tha thứ Hắn vừa khóc vừa gật đầu Anh nghe lời em hoàng dùi đầu vào hõm vai cô xoay mặt sang hôn lên má của một cái hít lấy mùi thơm từ mái tóc bồng bềnh của mai run rẩy chúng ta có thể làm lại được không hắn dùng ánh mắt cầu tình nhìn cô giống như sợ mai sẽ đổi ý cô thất thần một lúc lâu rồi thở hát ra được chúng ta làm lại từ đầu hoàng nhìn mai cô gái này đúng là định mệnh của đời hắn mười năm nay hắn chỉ được dạy phải dùng thủ đoạn ra sao để trở thành người mạnh nhất chỉ có một mình thanh mai là nói hắn hãy trở thành người tử tế nhưng hắn rất vui có lẽ đây chính là thiên sứ mà ông trời đã mang đến cho hắn hoàng ôm um, siết chặt lấy mai cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài mệt mỏi cùng với đau thương cuối cùng sau đêm đen trời lại sáng sau cơn mưa lại nhìn thấy được cầu dòng. Lần thứ hai thức dậy mà chỉ thấy một mảng không tầm tối, rèm cửa kéo kính nên cô không biết bây giờ đã là giờ nào. Quay sang bên cạnh vẫn còn hơi ấm nhưng không thấy Hoàng đâu. Cô định ngồi dậy thì cánh cửa liền mở ra. Hoàng từ bên ngoài mang theo một bát cháo nóng hổi, nghi ngút khói, thơm phức đặt lên bàn. Thấy Mai ngồi bên mép giường, Hoàng nhanh chóng đỡ cô tựa lưng vào lồng ngực hắn. Chiếc áo ngủ trên người Mai lệch sang một bên để lộ khoảng vai rộng trắng nõn. Trên đó còn in lại dấu răng của hắn tối qua. Hoàng nhớ đến hành động thô bạo của mình thì cảm thấy rất ân hận. Xin lỗi em. Giữa dứt lời hắn cúi đầu xuống hôn lên cổ Mai một cái. Nơi này còn đau không? Hắn vừa nói vừa hôn lên vết thương. Mai co người lại tựa vào hắn Hơi tuổi thân nói với hắn Em đau Hoàng thấy tim mình nhói lên một cái Hắn khẽ hùng lên má mai Miệng không ngừng nói lời xin lỗi Là lỗi cho anh Tất cả đều là do anh ngu ngốc Xin lỗi em Dứt lời Hoàng liền ngẩng đầu Đặt xuống môi cô một nụ hôn thật sâu Từ lúc nào quần áo trên thân đã trút xuống đất Trong phòng chỉ còn lại những lời nói yêu thương Dụn dặt cùng với âm thanh ái muội Mai không chống đối hắn như đêm qua, cô tình nguyện trở thành người của hắn. Từ nay về sau, nguyện vì thứ tình yêu này mà chờ đợi hắn. Tật lâu sau, hai người mới tách ra. Hắn vừa ôm Mai vào ngực, vừa khang khang giọng hỏi. Khó chịu sao? Gương mặt Mai vì sắc tình mà phím hồng, khẽ lắc đầu. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đầy yêu thương. Hoàng phát hiện ra mình càng lúc càng yêu người con gái này. Cuộc đời sau này, e là không thể sống thiếu cô. Hoàng cúi đầu hôn lên môi mai, mỗi lần dứt ra đều nói một câu. Anh yêu em, chỉ yêu một mình em. Bỗng dưng, cánh cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái lạ mặt xuất hiện. Hoàng vội dã kéo chàng phụ kính thân thể hai người, tức giận trợn mắt nhìn cô gái, khiến cho cô ta giật mình, lùi bước thất thần tại chỗ. Cô là ai? Cô chấp đôi mắt to, nhìn khung cảnh ám mùi trước mắt rồi ngại ngùng cúi đầu. Tôi là Hà, cháu của bác Từ. Bữa nay bác nhờ tôi lên phụ dọn dẹp nhà cho cô Mai. Hồi nãy tôi kêu cửa hoài không thấy ai mở, nên tưởng cô Mai không có trong nhà. Tôi đành tự mở cửa đi vô. Xin, xin lỗi. Đi ra ngoài. Hoàng tức giận quát lên một tiếng, làm cho Hà giật mình chạy ra khỏi phòng lúc này hắn mới phát hiện ra thành mai đang dùi đầu vào lồng ngực của mình che đi gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng hoàng nhìn bộ dạng xấu hổ muốn chết này của mai thì bật cười xấu hổ gì chứ cô ấy đi rồi mai cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng đến dành tai cũng đỏ ửng nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn anh có chuyện cần nói với cô ta hắn nói xong thì đột nhiên nhảy xuống giường mặc quần áo rồi biến đi mất thanh mai sợ hắn lại làm gì có lỗi với người ta nên cũng vội dã đi theo thì thấy hà đang trốn vào chầu cây giống như thể có thể cứu mạng mình còn hoàng thì ngồi trên ghế đối diện một chân gác lên bàn, miệng ngầm điếu thuốc tay cầm khăn lau vào trong cực kỳ mất đạo đức mai cảm thấy có chút buồn cười liền đứng lui vào xem hắn định làm gì tại sao ông tự lại kêu cô tới đây ông ta đâu hà sợ hãi ngồi bó cối trong gốc từ nhỏ đến lớn cô chỉ tập trung học hành sau khi tốt nghiệp thì vào làm điều dưỡng tại bệnh viện bao lâu này chưa bị ai hăm dọa như thế này hôm nay nhân dịp nghỉ phép vài tuần muốn giúp bác làm chút việc lại xảy ra sự cố dạ dạ bác tôi bị bệnh nên tôi mới tay bác vài ngày xin anh xin anh đừng có đâm tôi mà tôi chỉ tới để lao dọn thôi hồi đấy tôi không có thấy cái gì hết thấy hoàng hăm dọa mình như thế thì hà đoán có lẽ bọn họ đang ngoại tình với nhau sợ sự việc bị bại lộ nên mới làm cái trò đó hình như tôi và cô từng gặp nhau ở đâu rồi phải không tôi thấy cô rất quen hoàng cố tình muốn hỏi để xem thử cô ta đã nhìn thấy mình bị phát lệnh truy nã trên tivi tối hôm qua hay không Hà dương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Hoàng rồi lắc đầu. Cô ngoại thấy hắn đẹp trai ra thì không thấy nét mặt có chút quen thuộc nào cả. Dạ, tôi chưa từng gặp anh. Hoàng nhìn chầm chầm biểu hiện trên mặt cô gái rồi gật đầu. Có lẽ cô ta không nhận ra hắn thật. Thành Mai đứng trên lầu thấy Hà sợ như thế. Cô cảm thấy Hoàng đang đùa hơi lố. Hoàng liếc mắt nhìn Mai rồi ra hiệu cho cô. Thành Mai nhanh chóng đi xuống lầu. Tôi là Mai, chào chị, anh ấy là bạn trai của tôi, Chị muốn chọc cho chị một chút tôi tôi xin lỗi. Thạch Mai nói xong thì đi đến kéo tay Hà lên, cô ta sợ hãi trốn vào sau lưng Mai. Mai liếc Hoàng một cái rồi cảm thấy ấy nấy, Hoàng cũng không làm khó dễ cô gái nhỏ đó nữa. Hắn đặt dao gọt trái cây lên bàn rồi trở lại phòng. Thanh Mai liền dặn Hà sau này chị chỉ cần dọn dẹp ở bên ngoài thôi, còn phòng tôi thì để tôi tự dọn. sau khi giải quyết xong chuyện của Hà, Hoàng ra ban công đứng một chút. cái USB vẫn còn ở biệt thự, hắn phải trở về để tìm và để cứu mạng ông nội mình. Hoàng xoay điện thoại trong tay mấy lần, thì thấy số nước ngoài gọi đến, là Tùng gọi về. mấy ngày nay gã sang Philippines để tìm Hai Thịnh, anh Hoàng em đã tìm thấy tùng tích của ông chủ Thằng Tuấn bắt nhốt ở trong kho hàng gần bến tàu ở cảng biển đảo A. Nhưng mà tình hình ở đó đàn em có khá nhiều, có cả người nước ngoài nữa. Đảo A trong lời nói của Tùng là một nơi khá phức tạp. Chính vì địa thế phức tạp nên là nơi lý tưởng để cho bọn tội phạm chọn làm trung gian để di chuyển hàng hóa và đào tẩu sang nước khác. Trước đây Hoàng từng hỗ trợ một khách hàng buôn lậu vũ khí Trải qua tình cảnh tương tự Nên hắn am hiểu tình hình ở đảo A Bây giờ tình hình tính sao đây anh Hoàng Hoàng im lặng một lúc Hắn phả ra một làn khói Rồi dụi đầu thuốc vào ban công Cậu cứ cho người canh giữ ở đó Có động tính gì thì cứ báo với tôi Tôi cần suy nghĩ thêm một chút Dạ em biết rồi Sau khi nói chuyện xong với Tùng Hoàng ngẩng đầu Nhìn bầu trời với những cánh chim trao nghiêng Đáng lẽ hắn không định dược ngục Nhưng vì Tuấn đã bắt cóc hai thịnh Nên hắn phải ra nước ngoài Ngày trước cho dù Tuấn từng phô trương thành thế của mình Nhưng chưa từng làm hại hai thịnh Bởi vì dù gì đi chăng nữa Thì ông ta cũng là bà đuôi của gã Nhưng lần này thì thời thế đã khác Có lẽ vì cái USB chứa đựng bằng chứng phạm tội kia Nên Tuấn mới ra tay ác liệt như thế Hoàng lại nhớ đến Mai Cô không giống hắn sau này nếu phải sống cùng hắn ở một nơi không có ánh mặt trời thì cô có nguyện ý hay không hoàng dự định sau khi cứu hai thịnh thì hắn sẽ đưa ông nội mình và thanh mai đến một đất nước khác và ẩn danh để sống quãng đời còn lại nghĩ đến tương lai của mai bỗng dưng hắn cảm thấy xót xa nhưng nếu để cô rời xa mình thì hoàng không thể làm được ngày hôm qua hắn đã không nghĩ quá nhiều nhưng đến bây giờ thì xác định tình cảm của nhau hoàng bắt đầu nghĩ về tương lai của bọn họ hoàng thở dài một hơi rồi vào trong nhà lúc đi vào phòng tắm thì nghe có tiếng nước chảy từ giòi sen hắn bỗng khao khát ôm lấy mai lần nữa nên nhẹ nhàng đẩy cửa ra chân trần đi vào bên trong nhà tắm khiến cho mai giật mình anh hoàng hắn kéo mặt cô nghiền sang một bên nhanh chóng đặt xuống một nụ hôn khoảnh khắc có thể cùng người mình yêu quấn quýt khiến tầm tư của hắn bình lặng trở lại. Nếu như ông trời cho hắn lựa chọn, Hoàng nhất định sẽ không dướng chân vào những chuyện như thế này mà cùng với Thanh Mai ở lại trên đảo. Hắn có thể chài lưới bắt cá, ngày ngày mang cá ra chợ bán, làm một gã ngư phu hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng giờ đây Hoàng phải đối diện với chuyện sinh tử. Hắn nghĩ chỉ cần ông trời cho mình một cơ hội, chỉ cần còn sống sót vượt qua được cửa hại trước mắt, hắn sẽ dẫn Mai cao chạy xa bay, tận hưởng những tháng ngày êm ái mà hắn thầm mơ tưởng. Mai à, lúc tách ra, Hoàng gọi tên người yêu, cô mở đôi mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Em đây. Anh là tội phạm. Em biết. Hắn nhìn chăm chăm vào đáy mắt cô. Anh có thể chết bất cứ lúc nào. Em biết. Mai mỉm cười, Dòng tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn Thì sao chứ Sau này anh đừng làm tội phạm nữa Hãy là một người đàn ông đỉnh đạt Đầu đồi trời chân đạp đất Hãy làm những điều anh cần làm Rồi nhanh chóng ra đầu thú Em sẽ chờ anh Vì vậy đừng có ở trong tù quá lâu Có được không Hoàng ôm sát mai Khẽ hôn lên má của một cái Nước mắt len lỏi thành dòng chảy xuống xin lỗi em hắn tựa đầu vào trán cô vùi vùi mấy cái hoàng ạ à, em biết trong lòng anh đang nghĩ gì em biết anh có thể chạy trốn mãi mãi cũng không bị bắt giữ nhưng anh biết không em muốn cùng anh sống minh minh bạch bạch dưới ánh mặt trời chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố cùng nhau xem phim cùng nhau nắm tay giữa chốn đông người cũng không phải sợ gì hết Em không cần cuộc sống quá giàu sang Nếu nhà anh không có tiền Em sẽ đánh đàn nuôi anh Một bán hòa nhạc của em Cũng đủ để chúng ta ăn uống No đủ Không lo lắng trong nhiều năm đó Anh cần tin vào năng lực kiếm tiền của em chứ Mai vừa nói Vừa dòng tay ôm chặt lấy hắn Anh đừng đối đầu với người nguy hiểm như Tuấn Tiền bạc nhiều quá Làm gì hả anh An toàn của anh mới là điều quan trọng nhất không phải sao? Hoàng khẽ nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, một lúc sau hắn mới lên tiếng. Mai à, cậy muốn lặng mà gió chẳng chịu yên, em có biết không? Người như nó sẽ không bao giờ buông tha cho anh, nhưng anh sẽ không giết nó. Nếu nhà anh bị tử hình, thì em phải tính sao đây? Em quá đơn thuần, thế giới của em không có tàn bạo, không có gian trá, mãi mãi em cũng không thể nào hiểu được đâu Mai. Thành Mai hiểu những lời mà Hoàng nói Hắn hiểu Tuấn hơn cô nhiều Cũng có thể hắn nói đúng Phải rồi anh ạ Trước khi anh bị bắt Em đã lấy một thứ từ trong két sắt Là một cái USB Em đã cất giữ cẩn thận trong chiếc cối Để trong tủ quần áo của em đó Hoàng giật mình một cái nhìn Mai Làm sao em biết được mà lấy Hoàng không thể ngờ Là USB mà Trần Thanh Tuấn Ngày đêm tìm kiếm lại đang ở trong tay Thanh Mai. Nếu gã biết được thì hậu quả của cô còn chưa biết như thế nào. Trước đó em đã từng gặp qua Tuấn. Ông ta nói thứ đó có chứa bằng chứng phạm tội của anh. Hoàng hơi nhíu mày. Em muốn lấy nó để kiện anh sao? Thanh Mai vuốt vào mái tóc bồng bềnh của hắn, cẩn thận nhìn đường nét ngũ quan anh Tuấn trên gương mặt hắn. Ban đầu thì em có suy nghĩ đó thật nhưng mà lúc anh bị bắt Em nghe cảnh sát nói Muốn lục soát thì em sợ Nên em muốn giấu chứng cứ giúp anh sao Hoàng vừa nói vừa ôm lấy cô Đầu áp vào tay cô Như muốn nghe một câu xác nhận Tìm hắn Đập loạn nhịp trong lòng ngực Phải Hắn đứng thẳng dậy Nhìn chầm chầm vào người mình yêu Em muốn bảo vệ anh Không phải nói muốn trả tù anh sao Mai lắc đầu ngại ngùng rủ mắt nhìn xuống sàn nhà em không biết chỉ là em không muốn anh ở tù quá lâu em thực sự rất sợ hãi hoàng ạ à. hoàng nắm lấy chiếc mũi cô lắc nhẹ bởi vì em yêu anh vì lúc đó em đã có anh trong lòng nên em muốn bảo vệ anh ngốc ạ à, sao em không biết chứ hắn vừa nói vừa hôn lên dành tay mai thành mày nhỏ bé Lọt thẩm giữa lòng ngực rộng lớn của hắn Cô xoay đầu qua hồn lình dài hắn Hoàng thì thầm bên tay Đó không phải là chứng cứ phạm tội của anh Mà là tài liệu anh hách được Từ máy tính của Tuấn Những thứ đó đều là chứng cứ phạm tội của nó Những thứ giao dịch hối lộ Tên tuổi, ngày giờ giao dịch Và một số chuyện phạm pháp khác Đều nằm trong đó Lần đi Mỹ trước, anh đã nhờ người lấy được Mai mừng vì không phải Hoàng làm sai mà là tuấn nhưng cô cũng chợt nhận ra dường như mình bị tuấn lợi dụng vậy là ông ta đã lừa em sao trời đất hoàng nghe như vậy thì lo lắng không yên lúc trước tuấn từng nói làm nhiều chuyện với mai rồi gã cũng không nói cụ thể là chuyện gì em nói cho anh biết nó có làm gì với em không thành mai lắc đầu đáp làm gì là làm gì chứ em chỉ gặp nói chuyện một chút thôi anh nghĩ đi đâu vậy anh chỉ lo cho em thôi thằng đó điên lắm một khi nó nhắm trúng ai thì sẽ không bao giờ buông tha cho người đó sau này em đừng gặp nó dù có chuyện gì cũng không được biết chưa khi không gặp ổng làm cái gì chứ nhưng mà anh muốn mang cái usb đi tố cáo ổng không ông ta có một đường dây làm việc với mình nói chung là khá phức tạp nhiều khi anh chưa làm được gì thì đã bị hại ngược lại chứng cứ này rất quan trọng với lại bây giờ ông nội của anh đã bị thằng tuấn bắt qua philippines đánh ráng động cỏ Nếu như thằng tuấn ở bên này xảy ra chuyện bọn đàn em bên kia giết người thì anh không biết phải làm sao nữa có lẽ chúng ta cần ra tay từ philippines hoặc có lẽ chỉ có hình cảnh quốc tế mới hỗ trợ kịp thời được thôi thành mai khẽ chớp mắt một cái hình cảnh quốc tế sao nếu là hình cảnh quốc tế Thì có một người có thể giúp đó Chỉ là Thành Mai nói đến đó rồi ngưng lại Người đó là ai Anh ấy là con trai nuôi của chú em Tên là Vũ Nhưng mà anh ấy đi công tác ở nước ngoài Lâu lắm rồi Thỉnh thoảng muốn liên lạc với anh ấy Thì em chỉ có thể gửi email mà thôi Nhưng mà email cũng chưa chắc đã được đọc Chuyện lần trước của chú Vì em không liên lạc được với anh ấy Nên em mới về nước một mình nếu như có anh ấy thì mọi chuyện đã không đến nỗi như thế rồi anh ạ à. nhìn thấy vẻ hụt hẫng trên mặt của hoàng thành mài an ủi hắn nhưng mà em sẽ gửi email cho anh ấy chuyện này chỉ có thể cầu may thôi chứ biết làm sao hoàng đồng ý với cô trong thời gian này hắn sẽ nghĩ cách để cứu hai thịnh dù gì thì cũng không thể trông chờ vào người khác sau khi tắm rửa xong thì hai người cùng nhau ăn cơm khoảng 8 giờ sáng Thanh mai đến công ty của ông trung để xử lý công việc hoàng được đàn em của mình thu xếp xe đón đến căn cứ bí mật của tư lực bọn họ đang chuẩn bị tàu nhỏ để dược biên đến đảo a trên đường đi đàn em đưa cho hắn một chiếc di động hoàng rít một hơi thuốc rồi bấm số của trần thành tuấn bên kia một hồi sau thì bắt máy chất giọng khàn khàn quen thuộc khiến cho hoàng chán ghét alo chú bà vẫn khỏe chứ Bên kia chần chừ dây lát như muốn xác định giọng nói của ai, sau đó bật cười thành tiếng. Hoàng sao? Chú vẫn mạnh. Sao hả? Mấy ngày này ăn cơm tù chắc mệt lắm hả con? Muốn đuổi gió chút phải không? Đổi chút gió thì nói chú một tiếng, chú sẽ cho người đến giúp con. Việc gì phải đóng mấy cái phim hành động nguy hiểm, lỡ mà chết người. Khi đó chắc sẽ bị tử hình đấy. Mày câm miệng cho tao, thằng chó Nói mày có chịu thả ông nội tao ra hay không Tuấn tặc lưỡi mấy cái Làm cái gì mà con nóng nảy như thế chứ Ăn đấm trong tù còn chưa đủ để con sáng mắt ra sao Được Vậy thì hôm nay chú sẽ dạy cho con Cái gì mới gọi là đạo lý Hoàng à Không phải là mày không hiểu ý tao Còn nói dông dài làm gì Một bên trao hàng Một bên trao người Mày chọn đi hoặc là mày trả USB cho tao, tao lập tức thả người, còn bảo vệ tụi mày bình yên rời khỏi đất nước, hoặc là mày chờ ngay nhận xác của hai tịnh đi. Hoàng nghiến rằng mày dám, mày tưởng tao ngu sao? đưa cái thứ đó cho mày thì mày sẽ giết ông nội tao. Tao giờ cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần mày thả ông nội tao ra, tao không dành tình trí cho mày nữa, tao sẽ biến mất khỏi thành phố này, từ nay sang nước ngoài sống. Nước sông không phạm nước giếng Mày thật là thức thời nha Tiếc rằng thông tin của mày chậm quá Sẵn đây tao nói cho mày biết Bây giờ tao chỉ cần cái USB Còn thịnh trí thì tao đã lấy được rồi Không cần mày phải tỏ vẻ nhường dành ở đây Còn giết ông già Mày nghĩ tao không giảm chắc Tao đã lật bại với ông ấy Thịnh trí bây giờ trên dưới đều nghe theo tao Mày là ai? Mày chỉ là một thằng bị truy nã còn ông nội của mày chỉ là một lão già bị bệnh tật, nằm liệt giường. Thế lực của ông đã bị tao diệt từ lâu, mà ông còn không biết. Sở hữu dành vô thực nhưng mà có sướng ích gì chứ? Tuấn, mày là một thằng khốn. Ông nội tao đã nuôi mày từ nhỏ, mày lại lấy oán báo ơn. Mày là đồ súc sinh. Tuấn cười, hăng đáp. Phải, Tao là cái thằng súc sinh Còn cả nhà mày ai cũng là người tốt Cho mày biết Mày có cái đầu cũng như không Quá khứ của mình là gì mà cũng không nhớ Người không có quá khứ Cũng muốn sống sao Thật vô dị Hoàng không hiểu nên hỏi Tuấn Mày muốn nói cái gì Tao muốn nói cái gì sao Muốn nói cho mày biết Mày giống dĩ không phải là trẻ mồ côi Mày từng có cha mẹ và được họ nuôi lớn Ai nhỉ À, thằng anh hai nuôi của tao là thằng Trí Mà giờ nó không hổ danh là cha con Đều là một lũ ngu xuẩn Dầu sang không biết hưởng Lại bỏ trốn cùng với con đàn bà đó Nhờ vậy mà tao mới được hai tình để ý Thấy thằng cha của mày tiếp quản công ty Tao cậy như trâu như bò Tao như một con chó Tận tụy vì nhà mày Đến mạng cũng không cần Đổi lại là cái gì mày biết không Là sự ghé lạnh của lão già khốn kiếp đó Tao được như ngày hôm nay Tất cả đều nhờ vào bản lĩnh của tao Không một thằng nào nâng đỡ Mày nói bậy bạ gì thế Cha mẹ tao chết vì tai nạn giao thông Lúc tao vừa mới sinh ra Tuấn cười Phải phải Đúng là họ đã chết hết Nhưng mà không phải do tai nạn đâu Bớt quá cha mày thì như vậy thôi Còn con mẹ mày Là kiệt tác của tao đó Mày không biết tiếng la hét đó Thật sướng tai thế nào đâu máu đỏ khắp nơi, tao thích lắm. Hoàng gào lên. Khốn nạn, thằng chó chết. Mày còn chưa biết tao khốn kiếp thế nào đâu. Năm mày 16 tuổi, lại khi không chạy về đây đoàn tụ với ông nội mày. Nếu cha con mày ngoan ngoãn ở lại dùng núi kia, thì cũng không chết thảm như thế. Còn mẹ nó chứ, tao chưa thấy thằng nào sống dai như mày. Tao giết mày năm lần bảy lượt nhưng mày không chết. À phải, Nhắc tao mới nhớ Tình nhân của mày còn mai đó Ba mẹ nó cũng là do tao giết Người yêu nó và nó chia xa Nhờ tao Còn một bí mật này nữa Mà thôi Nói ra thì không còn thú gì Đến hồi cuối rồi nên cho chúng mày Tận hưởng hạnh phúc bên nhau đi Súc sinh Tao sẽ tố cáo mày Tố cáo tao Tao thách mày đó Cái mạng của ông nội mày còn ở trong tay tao Mày có thể làm như thế tao nói cho mày một đống chuyện vừa rồi không phải để mày nể phục tao mà tao muốn nói cho mày biết đối với thằng tuấn này thì trên đời vốn không có cái gì gọi là cha mẹ hay anh em hay bằng hữu không có cái gì là đạo lý luân thường kẻ mạnh thì làm vua cho nên mày ngoan ngoãn đưa cái thứ tao cần đây còn bằng không thì mày lo nhặt xác ông già đó đi dứt lời trần thanh tuấn tắt máy hoàng sau khi nghe tiếng bíp tích tích liền ném điện thoại khỏi cửa xe da xuống đường dở nát không còn một mảnh hắn thở dốc hốc mắt đỏ ửng tay thoáng chốc run lên mày giết mẹ tao mày giết mẹ tao một lúc sau hoàng đến một kho hàng cũ tại ngoại thành nơi này dường như đã bị bỏ hoàng từ lâu dáng vẻ không bóng người qua lại tư lực đến nơi thì thấy hoàng đã đứng ở cửa sổ hóng mặt ra ngoài ánh nắng hắt lên mặt hắn một màu vàng nhạt đột nhiên tư lực trong hoàng cô đơn đến lạ cậu chủ hoàng không quay lại hắn chỉ thở dài và đáp chú lực chú ngồi xuống đi cậu chủ à có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không mẹ của tôi có phải là do thằng tuấn giết chết không tư lực giật bắn mình có chút lắp bắp hỏi cậu chủ chuyện này Sao đột nhiên cậu lại hỏi như thế? Chú đừng giấu tôi chuyện đó. Đến lúc này rồi, những chuyện đó còn quan trọng gì nữa hay sao? Nếu không hiểu rõ chuyện xưa, tôi cảm thấy rất khó chịu, không thể tập trung giải quyết chuyện gì hết. Xin chú. Tư lực khó xử, nhìn hoàng. Xin cậu chủ đừng nói như thế. Tôi là người làm của cậu, những gì cậu muốn biết, tôi đều sẽ nói hết. Mấy năm nay, tư lực không nói. Vì hai thịnh không cho gã nói Nhưng bây giờ thì Tuấn công khai Đối đầu cùng với bọn họ Ông ta cũng sẽ nói những chuyện xưa cho Hoàng biết Khi đó biết đầu tâm lý của Hoàng Sẽ bị Tuấn thao túng Tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn Huống chi Hoàng đã gặp lại Thanh Mai Nếu không nói ra rõ mọi chuyện Để hắn làm chuyện gì tổn hại đến cô gái đó Sau này khi Hoàng nhớ ra mọi chuyện Thì sẽ cảm thấy khổ sở Đau đớn Và cũng sẽ hận gia đình này Tôi lực suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể lại. Năm đó, cậu là con trai duy nhất của ông chủ, bởi vì yêu mẹ của cậu mà bỏ trốn cùng nhau. 16 năm sau, ông chủ miệt mài tìm kiếm, cuối cùng thì tôi cùng với năm hơn cũng tìm được nơi các người ở. Gặp lại cha cậu, sau hồi khuyên giải thì ông ấy cũng đã đồng ý trở về, nhưng mà cần thêm thời gian để ổn định lại mọi chuyện đến ngày hẹn chúng tôi đến nơi thì thấy nhà cửa bị đập phá những người trong thôn nói cha của cậu đã mất xã hội đen đến phá nên cậu và mẹ đã chạy trốn lúc đó ông chủ đã nghi ngờ là do thằng tuấn làm vì ngoài nó ra thì không ai có thể làm chuyện này hết nhưng mà dù gì thì cũng không thể làm gì được nó vì thế lực của thằng tuấn không còn như xưa chúng tôi bắt đầu theo dõi dấu của đàn em thằng tuấn thì biết mẹ cậu đã bị giết Hũ cốt của cha cậu cũng bị dứt bỏ trên đường Tôi chỉ hốt được một chút Rồi cùng với ông chủ Màn xuống biển rải đi Hoàng không thể tin nổi Quá khứ của hắn lại khủng khiếp như thế Hắn vốn còn tưởng cha mẹ mình Bị tai nạn qua đời Thật không ngờ bọn họ lại bị hãm hại Phải chết oan uổng Hắn cảm thấy cổ họng dần trở nên nghẹn ngào Sau đó một thời gian Chúng tôi mới có tin tức Về cậu có người nhìn thấy cậu xuất hiện cùng với một cô bé bị mù ở bệnh viện thành trung khi tôi đến đó thì cũng là lúc cậu bị xe tông sau đó chúng tôi mang cậu về chữa trị nhưng cậu lại không nhớ gì cả ông chủ sợ cậu buồn bã và vì trả thù mà mất phương hướng nên mới nói dối như thế cô bé bị mù sao vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu hắn vừa hỏi xong thì đột nhiên cảm thấy đau đầu cậu chủ Cậu sao thế Đầu tôi đau quá Tư lực hoảng hốt Gã không biết có phải gì gấp gáp nhớ lại Nên mới khiến cho hắn bị đau hay không Tư lực liền lấy chai nước Rồi đưa cho Hoàng Cậu chủ uống nước đi Hoàng nhận lại chai nước Rồi uống từng ngầm một Một lúc sau tùy hắn đã giảm cơn đau đầu Nhưng sắc mặt lại trông rất kém Cô bé đó là ai vậy chú Tư? Tư lực thấy Hoàng đau đớn như thế tuy lo lắng gã sợ nếu nói thẳng ra là thanh mai vậy thì sẽ là một sự đả kích rất lớn với hoàng bởi vì chính hoàng là người đã làm rất nhiều chuyện hãm hại gia đình người mình mang ơn sau khi đắn đo suy nghĩ cuối cùng tư lực quyết định chỉ nói một nửa sự thật đợi sau này khi hoàng cứu hai thịnh xong thì gã sẽ nói hết những thứ mình cần nói tôi cũng không biết cho cậu ổn định thì đến vài tuần sau tôi mới quay trở về bệnh viện hỏi thăm thì y tá ở bệnh viện nói vì không làm phẫu thuật nên đã hủy hồ sơ cô cũng không biết người đi cùng với cậu tên gì nhưng mà lúc cậu chạy đi tìm cô bé đó có gọi tên mai cơn đau đầu một lần nữa ập đến khiến cho hoàng khó chịu dường như 10 năm qua có một thứ thật quan trọng mà hắn đã lỡ đánh mất đi hoàng nhíu chặt mày ôm đầu mình một lúc sau thì Hoàng thấy trước mắt có một mạng tối tăm rồi ngã nhào xuống đất ngất đi. Trong mơ, hắn thấy chính mình đang đứng trước phòng của Thanh Mai, chính là căn phòng đêm đó hắn đã cưỡng bức cô. Hoàng thấy một cô gái nhỏ ngồi chơi đàn, thân hình cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai, ngón tay lạ lướt trên từng phím đàn. Khúc nhạc đó hình như hắn đã từng nghe qua ở đâu đó, rất quen tai. Hoàng rất muốn nhìn thấy rõ mặt cô gái, hắn chậm rãi tiến đến thì đột nhiên cô gái quay trở lại nhìn hắn hoàng sửng sốt chôn chân tại chỗ mai cô bé có gương mặt giống hệt như mai đúng hắn đã từng nhìn thấy hình ảnh của mai lúc nhỏ trên tường phòng nhà cô cũng là bộ quần áo mà cô bé này đang mặc trên người bỗng dừng cô bé mỉm cười rồi gọi hắn anh đột nhiên cô bé biến mất hắn nhìn xung quanh không còn thấy bất kỳ ai Chỉ có một mình đang đứng giữa căn phòng trống trải Mai ơi, Mai Hoàng giật mình bừng tỉnh Đó cũng đã là ngày thứ ba sau khi hắn ngất đi Mồ hôi nhễ nhại trên trán Mấy ngày qua hắn luôn ở trong trạng thái mề sẵn Thỉnh thoảng lại gọi tên một ai đó Khiến cho tư lực sợ hãi Nhưng bây giờ thì hắn đang là tội phạm bị truy nã Bọn họ chỉ có thể đến nhà thuốc mua thuốc hạ sốt cho hắn uống đỡ mà thôi Cậu chú, cậu tỉnh rồi sao? Hoàng bần thần phát hiện ra Mình vẫn còn ở cái nhà kho hôm trước Hắn ngồi dậy rồi xoa xoa chiếc đầu đau nhất Bỗng dưng điện thoại có người gọi đến Từ lực xem rồi nhíu mày Là thằng Tuấn Hoàng nhận máy từ tay từ lực Bỗng một tiếng hét dàn lên phía bên kia Khiến hắn trợn mắt Buông tôi ra, buông tôi ra mày tôi thích em như thế chiều tôi một chút đi mà À, thả tôi ra tặng tuấn mày thả cô ra tiếng hét lên trong điện thoại nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng trầm thấp của tuấn đã ba ngày trôi qua mày vẫn không gửi thứ tao cần tới xem ra mày coi lời tao nói nhìn nước chảy qua cầu coi cái mạng của ông nội mày không đáng một xu vậy được nếu ông nội của mày đã không quan trọng Vậy thì thay bằng con bồ của mày vậy Ba ngày nay hắn mê sẵn Nên không thể về nhà lấy cái USB Bây giờ không ngờ đến thành mai Cũng đã bị Tuấn bắt đi Tao sẽ làm theo ý mày Mày không được làm hại cô ấy Nếu không tao sẽ giết mày Tuấn cười lớn Ôi chào tao sợ quá Nói chứ tao chơi một chút Rồi sẽ trả lại người cho mày Mày chậm trễ của tao ba ngày Mà tao còn không gấp Mày gấp làm gì hả Hoàng Bỗng Hoàng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thành Mai Rồi hoàn toàn im bặt Mai, Mai Hắn gào lên một tiếng Nhưng bên kia chỉ còn dừng tiếng bíp vô nghĩa của điện thoại Hoàng gọi lại mấy lần nữa nhưng Tuấn không nhận máy Hắn liền gấp gáp đi ra ngoài Cậu chú, cậu đi đâu thế? Về nhà Thanh Mai đi, nhanh lên Bọn họ dùi dã lên xe rồi rời đi. Suốt quãng đường ngồi trên xe, Hoàng liên tục ôm trán hắn. Hắn sợ Thanh Mai thực sự đã bị Tuấn làm hại. Mai, xin em, xin em nhất định phải bình an. Ba ngày trước, sau khi rời khỏi công ty, Thanh Mai lên xe về nhà. Những ngày khổ sở cuối cùng cũng đã kết thúc. Tùy lo lắng về tương lai, nhưng mà tương lai thì còn chưa đến. Cô không muốn mình lãng phí cho những suy nghĩ không đâu. Thời gian này cô muốn mình tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ở cùng với Hoàng. Hiểu lầm giữa hai người bọn họ đã được tháo gỡ xuống. Trở ngại lớn nhất của bọn họ chính là Tuấn. Tuy không nói ra, nhưng Mai hiểu được giả tâm của gã lớn như thế nào. Ngày nào gã còn ở đây, thì ngày đó Hoàng và cô chưa thể yên ổn. Đang ngồi trong xe suy nghĩ, thì bỗng dừng điện thoại báo của thư đánh. Sáng nay khi vừa đến công ty, thì Mai đã nhanh chóng viết từ cho người con nuôi làm hình cảnh quốc tế của ông Trung, tên là Vũ. Tuy chỉ là hy vọng mong manh, nhưng cô vẫn hy vọng xem được thư của mình. Thành Mai nhanh chóng kiểm tra thì thấy đúng là Vũ đã trả lời. Chỉ một dòng ngắn gọn nhưng khiến cô mừng rỡ. Anh sẽ về sớm, thời gian qua cực cho em. Thanh Mai nghĩ nếu Hoàng biết được tin này thì chắc chắn hắn sẽ mừng lắm. Cô liền gọi điện cho hắn nhưng lại không có tín hiệu. Mai thử gọi lại vài lần nữa, nhưng không có gì khác. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Khi Thanh Mai về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối. Sau khi tắm rửa xong xuôi, vẫn không thấy Hoàng về. Mai định gọi điện cho Hoàng, thì Hà đứng ngoài cửa gọi lớn. Mai, em đã ăn cơm chưa? Chị dọn cơm lên nha. Thanh Mai nhìn đồng hồ rồi gọi cho Hoàng, nhưng không thể liên lạc được. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên Sáng nay hắn nói ra ngoài có việc Tuy Hoàng giỏi Nhưng mà hiện tại hắn đang bị truy nã Lại còn bị Tuấn săn lùng nữa Bỗng dừng cô giới tay Lấy chiếc áo khoác Trèo trên giá rồi mở cửa ra Chị Hà Em có chút việc phải ra ngoài Nếu người lúc sáng về Thì chị kêu anh ấy gọi cho em nha Vậy còn cơm Em không ăn một chút rồi hãy đi Thanh Mai nhìn chầm chầm Hà Nói một câu Nghe qua là giống như đang từ trấn an chính mình Để nấy về rồi Em sẽ cùng ăn cơm với anh ấy Cô nói xong thì nhanh chóng ra ngoài Gọi xe lái thẳng đến nhà Hoàng Nhưng ngoài cổng cửa đóng then cài Đám vệ sĩ dường như đã giải tán Bên trong tối tăm Mịt mù Lúc này trời đã ngừng mưa Mây đèn bay đi đâu mất hết Chừa ra ánh trăng treo mờ ảo trên cao giật đuổi sao dời Đời người có mấy khoảnh khắc Sẽ là vĩnh cửu Mày nghĩ nghĩ Nơi này từng là lãnh thổ Bất khả xâm phạm của Trần Rồng Hoàng Nhưng bây giờ lại trở nên hoàng vắng Khiến lòng người lạnh lẽo Mày lấy trong chiếc túi áo ra Chìa khóa trước đây khi Hoàng Vẫn còn tại ngoại Đã đưa cho cô Lúc đó Mai còn tự hỏi Vì sao người gác cổng Mà vẫn cần phải có chìa khóa Hóa ra vì hắn đã nghĩ đến một ngày nào đó Không còn ai ở đây Và cô không có chỗ Thì vẫn còn một nơi để trở về Đột nhiên Mai xúc động Hóa ra từ đầu đến cuối Hoàng thương cô nhiều đến như thế Mai trà chiếc chìa khóa vào ổ Cánh cổng lớn từ từ mở ra Trời mưa tạnh chưa bao lâu Khiến cho Mai cảm thấy lạnh Cô chậm rãi bước dọc theo lối mòn Theo chiếc xích đu Ngày trước hắn dẫn cùng cô tựa vào nhau ngắm cảnh. Lúc đó cô đang chìm đóng trong những tháng ngày đau khổ vì cánh tay bị thương. Là Hoàng đã ở bên cạnh cô, là hắn đã cho cô biết rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào thì cô vẫn còn có hắn. Hắn vẫn sẽ mãi dùng bờ vai to lớn dựng chắc kia để cô tựa vào. Khi mai biết Hoàng chính là thủ phạm đã cướp mất giấc mơ của cô, cô giận hắn nhưng lại không oán hắn. Ngay lúc vừa rồi cô phát hiện ra nếu không có hắn bên cạnh Thì âm nhạc cũng chẳng còn ý nghĩa đối với cô Không biết từ khi nào Người đó đã len lỏi vào trái tim cô Đã chiếm lấy gốc riêng Gần như trọn vẹn cả tâm hồn Càng nghĩ Mai lại càng cảm thấy tiếc nuối Tiếc nuối vì khoảng thời gian Hai người ở cùng nhau không nhiều Tiếc nuối vì sao đêm qua Không ôm hắn chặt thêm một chút nữa Mai tiến vào Biệt thự rộng lớn xa hoa Không một bóng người Cô đến phòng ngủ rồi ngồi xuống chiếc giường Hai người từng đêm đêm Cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp Nơi đây từng có niềm vui Và cả nỗi buồn của bọn họ Căn nhà bây giờ chỉ sau một thời gian ngắn Đã phủ một tầng bụi mỏng Cô sờ tay lên giường đệm Dì dì ngón tay lên gối Chợt phát hiện ra Sống mũi mình cay xè từ lúc nào Hoàng Anh đang ở đâu Lúc Thanh Mai trở về nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Từ cửa nhìn vào bên trong phòng vẫn là một mảng tầm tối. Đôi dai gầy thoáng trùng xuống ủ rũ. Mai không ăn cơm mà đi thẳng lên phòng. Trong màn đêm yên tĩnh không lưu lại bất kỳ âm thanh nào. Bỗng dưng dưới ánh sáng nhập nhằn của trăng khuya một người đang tựa vào ô cửa phòng Mai nhìn ra ngoài mái tóc người đó được ánh trăng phả sáng bạc. Chiếc áo măng tô khoác trên người che được chiếc lưng giảm dở cùng dáng người cao ngất. Anh về rồi sao? Thanh Mai đi đến, định ôm chầm lấy người đó thì y quay đầu lại khiến cô ngỡ ngàng. Là anh đây. Mai sừng sốt, chính là Vũ, là con trai nuôi của ông Trung. Vũ có ngoại hình rất ưa nhìn, dần tráng rộng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, cùng với gương mặt góc cạnh dài sợi tóc rượu trước trán thêm phần lãng tử trông y có vẻ mệt mỏi chắc đã nhiều ngày không nghỉ ngơi anh trở về khi nào thế anh đến bà ngồi xuống em lấy nước cho anh uống thôi khỏi em anh nói chuyện nhanh chút rồi anh đi anh đã có nhiệm vụ thành mai nghe thế thì cùng với vũ đến bà ngồi xuống từ rất lâu rồi hai người bọn họ mới gặp lại nhau tuy y chỉ là con nuôi của ông trung nhưng mà y lớn tuổi hơn mai nên mai vẫn gọi là anh thời gian qua khổ cho em quá mấy tháng này anh đi điều tra chuyên án nên không xem thư em gửi không ngờ ở nhà lại xảy ra những chuyện kinh khủng như thế anh à chuyện của chú tạm thời em đã giải quyết xong em muốn gặp là để nhờ anh một chuyện chuyện gì em nói đi thành mai bắt đầu kể lại những chuyện của hoàng và tuấn cùng với cái USB chứng cứ cho Vũ nghe. Sau đó cô đến tủ và đưa cái USB cho Vũ. "Anh ạ, à, chuyện này liên quan đến mạng người, ông nội của anh Hoàng cũng đang nằm trong tay bọn họ." Vũ giữ chặt chiếc USB trong tay rồi nói với Mai, "Em yên tâm đi, anh sẽ gửi đội của anh đến để xem xét. Chuyện này em cứ để tụi anh lo, em là con gái đừng nhúng tay vào sẽ rất nguy hiểm đó." dạ em biết rồi nhưng còn hoàng cậu ta tính thế nào mai nhìn ra khung cửa sổ rồi thở dài ra một hơi sau khi cứu được ông nội của anh ấy rồi thì em sẽ khuyên anh ấy đi đầu thú vũ gật đầu vậy thì được rồi y nói xong rồi thì nhìn cô thêm một lúc rồi chuẩn bị rời đi khi vũ đứng lên bỗng mai hỏi một câu anh ạ à, mấy năm nay chú vẫn lo lắng cho anh sợ anh một mình cô đơn công việc lại nguy hiểm anh có ý định tìm bạn đời hay chưa vũ cười anh của em làm đến nỗi không có thời gian kiểm tra thư thì lấy đâu ra thời gian để hẹn hò chứ em đó coi có bạn bè gì thì làm mai cho anh nha nhưng mà kiếm cô nào có trái tim khỏe mạnh một chút chứ công việc của anh nguy hiểm Vụ nói xong thì dặn dò Thanh Mai thêm một vài câu. Em đó, hồi nhỏ luôn là người sống có tình có nghĩa. Những chuyện đã qua, em đừng tự trách mình nữa. Anh biết, phải điều hoàng ra tòa là một quyết định rất khó khăn của em, nhưng mà cô ấy thực sự đã phạm pháp. Nếu đã yêu nhau thì chỉ cần nhìn về phía trước, lựa chọn và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Anh rất mừng vì cuối cùng em đã có thể bước ra khỏi quá khứ mấy năm trước cứ thấy em buồn thì cả anh và ba đều không vui vẻ thành mai nghén miệng cười với vũ đúng như y nói cô thực sự đã bước qua quá khứ tất cả là nhờ có hoàng vũ nói xong với cô câu này thì cũng nhanh chóng rời đi thành mai lấy điện thoại gọi cho hoàng lần nữa nhưng hắn vẫn biệt vô âm tính nên đành lên giường nằm một chút hy vọng một lúc nữa hoàng sẽ trở dậy Vũ đang đi dọc lối hành lang định tìm chỗ nhảy xuống đất thì nghe có tiếng gió sau lưng. Theo phản xạ, y né sang trái thì phát hiện Hà đang dùng chùi để đánh mình. Y nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Hà chặn lại. Hà hoảng hốt, dằn coi với Vũ nên bị mất đà và ngã ngửa ra bàn công. Nửa thân trên dắt dẻo bên ngoài. Lúc này cô ta đi tiểu đêm thì nghe có tiếng bước chân. Nghĩ là ăn trộm cho nên mới dùng chuỗi đánh lén Thật không ngờ kẻ trộm dậy mà lại có giỏ Cô dùng hết sức Nhưng y chẳng hề hấn gì Chẳng những không trúng đòn Mà ngược lại bản thân còn bị khống chế Ngày thường thì làm điều dưỡng Tại bệnh viện Hà thường phải bồng bế người lớn tuổi bệnh tật Nên sức khỏe hơn nhiều người khác Không ngờ hôm nay lại thất thế Vũ nhìn người con gái hung dữ như vậy Thì nhếch mép Kéo tay cô ta vào trong Bất chợt Hà ngã xuống nền Y liền ôm lấy eo kéo lại Hai cơ thể tiếp xúc thân mật Khiến cho Hà trợn mắt Biến, biến thái Lần đầu tiên trong đời Y bị đàn bà con gái mắng biến thái Y nheo mắt nhìn Hà trừ buông cô ra Hà bất ngờ vì mất trụ Mà ngã nhào xuống đất Trong tư thế lúc này rất khó coi Vũ bật cười thành tiếng Rồi nhún chân một cái Đã nhảy khỏi lầu Hạ không tin vào mắt mình Lồn cồm bò dậy Thì thấy Vũ đã nhanh chân Nhảy giọt ra khỏi cổng Trời đất ơi Vừa đẹp trai là vừa giỏi như vậy Sao lại làm ăn trộm chứ Tiếc tật đó Nói xong cô liền nhớ đến gương mặt cận kề của Vũ Thì gò má thoáng chốc ứng hồng Cô chưa từng trải qua hẹn hò lần nào Nên hơi nhạy cảm một chút Hà cười bẽn lẽn Rồi kiểm tra lại cửa Cẩn thận sau đó mới trở về phòng ngủ Hai ngày sau Hà đang nấu ăn trong bếp Thì có tiếng động ngoài cửa Cô còn nghĩ là Mai đã về Nên nhanh chóng chạy ra Thì nhìn thấy một đám người lạ mặt bao dây Trên tay còn mang theo cả dao búa Cô chưa kịp phản ứng Thì đã bị một tên Xong đến túm lấy cổ áo sách lên Còn Mai ở đâu? Hà sợ hãi Mặt tái xanh Cô ấy không có ở trong nhà không có ở nhà. Tên kia ném Hà vào trong góc và thuận chân đá một cái vào bụng, khiến cho cô đào mà ho ra một chút máu. Bịt miệng con nhỏ này lại, tụi mày đóng cửa để con Mai về thì bắt nó. Khoảng 15 phút sau thì mai trở về. Hôm nay cô đi khắp nơi tìm Hoàng nhưng không thấy hắn đâu. Phía của Vũ không có thông tin. Lúc này lòng dạ cô nóng như có lửa đốt. Mai đẩy cửa bước vào, định lên phòng thì nghe có tiếng ú ớ. Tuy Hà bị bịt miệng, nhưng cô ta cố gắng phát ra tiếng động để mai cảnh giác. Đáng tiếc, cô chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị một tên nhào đến khống chế. Mai dùng dậy thoát ra, giới được cái ghế liền quơ loạn xạ, da vào đầu một tên. Gá bị đau nên tức giận, đánh liên tục vào Mai, cho đến khi cô nằm bẹp dưới sàn nhà. Hà chứng kiến cảnh này liền dùng lên, ôm lấy kẻ đang tấn công Mai, và cắn vào dây gã một cái thật mạnh. Tới đó nhiều hóa điên, rút dao ra đâm vào bụng Hà một nhát, khiến cô đau đớn ngất đi. May hoảng loạn bò đến nắm lấy tay Hà, lầy lầy, nhưng mà người không tỉnh. Những tên bắt cóc thấy phiền phức, nên đánh một quyền vào gáy thành mài khiến cô liềm đi. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm trong một chiếc giường lớn, tay chân bị trói vào bốn cột giường gian rộng. Lúc này bọn bắt cóc ra tầy hiểm hốc Nên bây giờ Thanh Mai rất đau Cô không thể cử động nhiều Bất chợt Tuấn và đàn em của mình đẩy cửa bước vào Thanh Mai đã tỉnh Gá cười và đi đến bên cạnh giường Tôi đã chờ em khá lâu rồi đó Không ngờ em lại ngủ ngon như thế Gã nói xong thì tỏ vẻ quan tâm Ngồi xuống giường Chạm vào gò má Mai Dút nhẹ nhưng bị cô tránh đi Mấy đứa này dám đánh em mạnh tay dữ Hồi nãy tôi chỉ kêu tụi nó Tới mời em đi thôi Tôi không có liên quan trong chuyện này đâu nha Tại sao ông lại bắt tôi Giữa chúng ta có hận thù gì đâu chứ Tuấn cười đáp Ồ Như em nói Chúng ta không có thù hận Nhưng mà tôi với thằng bồ em thì có đó Bây giờ nó ở đâu rồi nhỉ Tại sao lại còn chưa giao đồ cho tôi hay nó xem mạng của ông nội nó không đáng giá bằng thứ kia nói chứ em cứ ngoan ngoãn ở lại đây ít ngày đi để nó giao hàng cho tôi thì tôi sẽ thả em ra dù gì thì em cũng là người mà tôi mang ơn phải không nghe tuấn nói thế thì thanh mai phần nào an tâm chỉ cần không rơi vào tay của tuấn thì hoàng chắc chắn sẽ không sao cùng lắm thì ở tù mà thôi thanh mai lấy lại bình tĩnh chậm rãi nói với gã Tôi là người đã tố cáo Hoàng Anh ta hận tôi còn không hết Có lẽ giờ này chắc anh ta chỉ mong tôi chết đi mà thôi Ông dựa vào cái gì mà đòi dùng tôi để đổi đồ từ anh ta chứ Ông quá đề cao tôi rồi đó Gã gãi đầu mấy cái Dừng ánh mắt thú vị nhìn Thanh Mai Em rất thông minh Nhưng mà có một điều chắc em không thể đoán ra được đâu Thằng Hoàng đó cái gì cũng có thể từ bỏ Chỉ có riêng em là không bao giờ bởi vì em chính là mối tình đầu của nó là sinh mạng của nó em so với cái gì cũng đều quý giá hơn tình đầu mai vừa nói vừa bật cười tuy tôi, tôi quen anh ta chưa bao lâu nhưng mà tôi nghe đồn hồi trước anh ta có rất nhiều tình nhân à phải rồi chính ông cũng đã từng đưa địa chỉ của cô trinh nào đó cho tôi kia mà còn cái video ông cho tôi xem ông không cảm thấy lời nói của mình trước sau rất mâu thuẫn hay sao tuấn tặc lưỡi mấy cái em thật là khờ khạo quá đi tôi nói gì thì em cũng tin hay sao em đúng là ngây thơ đáng yêu tiếc quá tiếc là em không thích tôi nếu không tôi nhất định sẽ cưng em tới chết tuấn vừa nói vừa đến gần vuốt về chiếc cầm cô rồi kéo lên miệng còn tiến đến nhanh chóng hôn một ngầm lên môi cô mai xoay đầu tránh nên cái hôn trượt xuống gò má ông bình tĩnh lại đi nếu làm hại tôi thì ông cũng không được lợi lộc gì đâu người nhà không thấy tôi về nhất định sẽ báo án đó tuấn bật cười tôi chỉ hôn một chút tôi chứ có làm gì đâu mà em căng thẳng như thế nhưng mà nếu như em cứ tiếp tục chống đối thì tôi không hứa mình sẽ tự tế mãi đâu gã nói xong thì quay mặt nhìn ra cửa sổ cũng không biết trong lòng đang nghĩ những gì Cũng lạ thật đó Em với thằng đó đúng là có duyên Nghiệt duyên thì có Là anh ta đã làm hại nhà chú tôi Anh ta đi tù là đáng Vì sao còn phải trốn chứ Tuấn nhiều mắt đánh giá xem Lời nói của Mai là thật hay giả dối Nhưng gã không thể kết luận được Bất cứ điều gì Nhưng cho dù là hận hay không Thì chuyện đó đối với gã cũng không quan trọng lắm Để tôi nói cho em biết Tình đầu của em vẫn còn sống Vậy thì em có tình hay không Gã nói vậy là sao chứ Thanh Mai không hiểu Ông, ông nói vậy là sao Tuấn lại cười Thanh Mai thấy Dường như nụ cười lúc nào cũng thường trực Trên mặt gã Chỉ là không có mấy phần vui vẻ trong đó Không hiểu sao cô cứ có cảm giác Người đàn ông này từng trải qua Quá khứ bất hạnh Và chưa từng hiểu cái gì mới là hạnh phúc Nói sao nhỉ? Thực ra thì tôi đã biết về em từ rất lâu Cái thằng nhóc đó Cái đứa mà gia đình em đã cưu mang Thực ra nó vẫn còn sống Mai không tin nổi Những gì mình đang nghe Thằng nhóc mà Tuấn nói Chính là cá dòi sao Không đúng Cá dòi đã mất Tuấn chỉ đang muốn dụ dỗ Mai mà thôi Cô nhèo mắt nhìn gã Ông muốn gì từ tôi chứ Hình như là em đang nghi quá rồi đó Tôi đang nói thật Chứ tôi không lừa em gì đâu Hay là do bây giờ em đã yêu thằng Hoàng Nên không còn nhớ đến thằng nhóc đó Vì vậy mới không quan tâm đến sự sống chết của nó Thành Mai nghĩ Tuấn đang muốn dò xét tình cảm của mình và Hoàng Để có thể đưa ra điều kiện với hắn Nên mới nói đến chuyện ngày xưa Chỉ là gã không xứng Nhắc đến cá dòi của cô Thành Mai không để ý đến Tuấn Mà nhắm nghiền mắt tuấn nhấn mày mùi khẽ nhếch lên một con thỏ như em mà muốn chơi trò tâm lý với tôi sao em rất có năng khiếu nhưng muốn vượt qua tôi thì còn phải tập tành nhiều lắm tôi vốn thông cảm cho em nên mới nói với em về tin tức của thằng đó vậy em có muốn nghe hay không trong tuấn không có vẻ như đang nói đùa nếu lời của gã là đúng vậy nghĩa là gì chứ cá giòi vẫn còn sống sao Thành Mai rủ mắt Nhớ lại một số chuyện của 10 năm trước Nhớ đến cả việc cá dòi Vì chữa đôi mắt cho mình Mà bán thận Đột nhiên trái tim cô nhói lên một cái Sao hả Em không muốn biết sao Thành Mai liền nhìn gã Trong mắt cô lúc này đã nhàn nhạt nước Ông nói Anh ấy vẫn còn sống sao Nhìn thấy vẻ mặt như muốn khóc đến nơi Bỗng dừng Tuấn muốn treo chọc không, tôi chỉ nói vậy Chẳng phải em nói em không muốn biết sao Mày trợn mắt nhìn Trần Thanh Tuấn Trên đời này cô từng gặp qua vô số người Nhưng chưa từng thấy ai độc ác như gã Gã có thể mang chuyện của người đã mất ra để đùa hay sao Sao hả? Có phải bây giờ em đang rất giận tôi hay không? Giận thì có thể mắng chửi Tôi chưa từng nghe những lời mắng chửi từ em Để xem em có thể nói được gì tò mò quá thanh mai nhìn gã thì một lúc đột nhiên cô cảm thấy gã đúng là một kẻ đáng thương hại tuấn nhận ra được ánh mắt như người ở trên cao nhìn xuống một kẻ thấp hèn thì gã trở nên tức giận từ nhỏ đến lớn gã rất căm thù ánh mắt đó của người khác dành cho mình bỗng nhiên tuấn trở nên giận dữ cô nhìn tôi như vậy là có ý gì có phải chỉ khiến cho người ta sợ hãi thì ông mới thích thú hay không Trần Thanh Tuấn nhíu mày một cái nhìn cô, thành mày nhếch môi lên mỉm cười. Tôi chợt nhận ra một vài chuyện và cảm thấy tiếc, vì ông đã quá nửa đời người mà lại không hiểu được cái gì mới thực sự là sợ hãi. Họ thực chất không sợ ông, như một hành vi độc ác của một con người, mà họ chỉ xem ông là loài thú, không biết khi nào sẽ nhe răng ra cắn họ một cái. Ông vốn dĩ không biết cái gì gọi là đau khổ cái gì gọi là bất hạnh và cái gì mới gọi là tình cảm những cái đó ông đều không thể cảm nhận được ông là con nuôi của hai tình đúng không họ trần trên người của ông cũng chính là từ ngôi nhà đó ra nếu không có người đó thì bây giờ ông đang ở đâu chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ đến sao chính là hoàn toàn không có gốc gác không có nơi mình thuộc về một kẻ không có nguồn gốc thì ít nhất cũng phải trân trọng quá khứ trân trọng một chút ân huệ mà người khác đã ban cho ông hai thịnh có thể chỉ lợi dụng ông nhưng mà ít nhất cũng đã cho ông cơm ăn áo mặc và cho ông một cái tên nhờ người đó mà ông mới có thể hô mưa gọi gió như ngày hôm nay nhưng bây giờ ông lại muốn xóa bỏ đi những người đã tạo nên cho ông của hiện tại Ngày cả quá khứ cũng đạp đổ thì ông không còn là một con người nữa ông tuấn ạ à. một cái vô cảm vô tâm vô phế thì nói gì đến lòng cảm thông, ngay cả tư cách làm người cũng còn thiếu. nụ cười ngã ngớn trên gương mặt Tuấn dần tắt hẳn, giống dĩ gã nói muốn nghe lời chửi mắng của Thanh Mai, nhưng không ngờ khi nghe xong lại còn không vui vẻ nữa. gã cảm thấy dường như bản thân đang bị lột trần trước mặt một người khác. từng lớp từng lớp tự ti trong người gã đang bị Thanh Mai nói ra hết. lúc này gã không muốn đùa với cô. Cô nói gã không biết thế nào là đau khổ Sai Hơn ai hết gã thấu hiểu thế nào là đau khổ tột cùng Tuấn được hai tịnh nhận nuôi Từ lúc gã đang thất thẹo đối khác trên đường Dù ông ta chỉ muốn đem gã về nuôi dạy Và trở thành người phục vụ cho mình Nhưng đúng là nếu không có ông ta Thì có lẽ gã đã chết đói Lúc được nhận nuôi Tuấn nghĩ rằng từ nay mình đã có gia đình Sẽ không còn bị lũ trẻ trong cô nhi diện ức hiếp cũng không phải trải qua cuộc sống tầm tối, không biết ngày mai sẽ ra sao. Thế nhưng, từ lúc về với người cha nuôi này, thì Tuấn càng cảm thấy cuộc sống trở nên ảm đạm. Nếu như Tuấn chịu an phận, nếu gã không tham luyến được người ta, bàn phát thứ tình cảm hẹn mòn lên người, thì có lẽ bây giờ Tuấn đã sống tốt. Ít nhất thì gã cũng có một gia đình cùng với những đứa nhỏ, chứ không phải sống giật dở như thế này. Có lẽ vì vậy mà gã muốn trút hết mọi oán thù lên gia đình người ba nuôi đó Muốn xóa bỏ đi cái quá khứ mà gã cho là địa ngục tam tối kia Nhưng mà chính gã cũng quên mất Chính cái địa ngục đó đã cho gã được ăn no và mặc ấm Tuấn nhìn thanh mai Cô gái này cha mẹ mất sớm Mối tình đầu cũng không còn Cô chẳng khác gì gã Cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi vì sao lại có thể sống thảnh thơi và nói lời thanh cao với gã chứ? Cô ta có quyền gì? Bất giác, gã muốn khiến cho cô biết thế nào mới là cuộc sống địa ngục. Mày, chính mày tự tìm đường chết, rồi mày sẽ biết thế nào là gặp lại người mình yêu thương nhất nhưng mà không thể nhận. Thế nào gọi là nhập nhằng giữa ranh giới thù hận và yêu thương để mày biết làm người là rất khó. Mày rất thanh cao phải không? Thân thể mày rất quý giá đúng không Còn tao thì dơ bẩn vẫn... Được Hôm nay một kẻ không xứng đáng làm người như tao Sẽ khiến cho mày phải cầu xin Cho mối tình đầu của mày thấy Để xem mày còn mặt mũi nói mình thanh cao nữa hay không Lúc nãy rõ ràng Tuấn nói cá dòi đã mất Gã chỉ đang nói dối mà thôi Rốt cuộc Ông còn muốn giỡn với tôi đến khi nào nữa Giỡn với mày tao không giỡn với mày. Mày nói mày hận thằng Hoàng nhất chứ gì? Là nó đã đập gãy tay mày, là nó đã hãm hại chú mày mất tất cả. Còn trở thành điên điên dại dại. Mày đã tống nó dạo tụ, khiến nó dược ngục, tội chồng thêm tội. Bây giờ tao nói cho mày biết, nó không ai khác. Chính là người mà năm xưa gia đình mày từng cưu mang. Là kẻ vì mày mà bán thận, vì mày mà trở thành một kẻ sống không minh không bạch, không quá khứ, suốt 10 năm qua. Thành mày mấp mấy môi mấy lần, cuối cùng mới nói ra thành tiếng. Ông, ông đã nói bậy cái gì vậy hả? Cô không còn giữ vẻ bình tĩnh như lúc đến, tay chân bắt đầu cử động, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Sợi dây cột ở cổ tay kéo căng Để lại dấu đỏ ửng trên da Tuấn không người đến Dùng tay nâng cầm cô lên tiến sát đến trừng mắt nhìn cô. Hoàng chính là thằng nhóc đó, nó vốn dĩ không phải là trẻ mù côi, mà là cháu trai thất lạc duy nhất của hai thịnh. Mẹ nó là do tao giết, nó chạy đến chỗ mày muốn giành với tao, vậy đó có được. Tao cho người giết nó, nhưng mà mạng lớn lại được mày nhặt về, mày giấu nó quá kỹ, đến nỗi gần một năm sau, tao mới tìm ra nó. Ông nói bậy, Lão đã bịa đặt phải không cá giòi đã mất ông không có quyền được nhắc đến anh ấy mai gào lên đôi mắt ngấn nước đầy tơ máu tuấn cười cười rồi giữ lấy cầm cô đối diện với mình tao nói tất cả đều là sự thật cái giá nhà mày phải trả khi cưu mạng nó chính là mạng của cha mẹ mày cha mẹ mày và cả đôi mắt mù loà của mày năm đó đều là tác phẩm của tao đó Gã vừa nói Mắt vừa trừng trừng như một kẻ điên Giờ tay lên Tạo thành hình vòng rộng Mô tả động tác của mình Tiếng xe lao trên đường Tiếng hét của ba mẹ mày Mày nhớ chứ Mày giấy dùa gào lên Im đi Im đi Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 8 của bộ truyện Nông sâu lòng người được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ phát sóng vào 19 giờ 45 phút ngày mai trên kênh độc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ thì chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ.